AFC U20 Asian Cup Uzbekistan 2023 trực tiếp trọn vẹn trên FPT Play. Nhóm cổ động viên Việt Nam trên khán đài Istiklal nổi bật với quốc kỳ tung bay phấp phới và màu áo đỏ sao vàng. Họ góp phần làm nên hai chiến thắng của U20 Việt Nam trước Australia và Qatar. Đến trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp Iran, chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ tiếp tục được động viên tinh thần một cách đầy nhiệt huyết từ khán đài. Đến ngày hôm nay là sau trận thứ hai rồi, mặc dù là sau mỗi trận là tôi có hai ngày nghỉ cũng như cầu thủ, nhưng mà giọng tôi thì vẫn không thể hồi phục được. Nhưng mà kể cả có không nói được, có mất tiếng đi chăng nữa thì trận cuối cùng tôi vẫn sẽ hào hứng và cổ vũ đến những giây phút cuối cùng. Anh Ngô Thanh Tùng là một người Việt Nam sống và làm việc tại Nhật Bản. Dẫu có khàn đặc giọng nói, anh vẫn sẽ cháy hết mình trên khán đài, cùng hát, cùng hò reo và cả vẫy cờ suốt trận. Cờ thì chúng tôi được người nhà gửi từ Việt Nam qua Nhật cho tôi, sau đó là kịp để tôi mang sang Uzbekistan. Còn về cái cán cờ ấy, thì là bên Nhật chúng tôi có những cái cán cờ rất chuyên nghiệp để cổ vũ cho các trận đấu, thì nó xếp lại được rất là gọn. Thì khi cờ to và cán cờ thì tôi xếp gọn vào trong hành lý ký gửi khi mang sang đến đây, và kể cả mang vào sân thì sau khi vào sân thì chúng tôi mới xếp cái lá cờ và cái cán đưa lên cổ vũ, nó rất là đẹp và rất là gọn. Ở Fergana không có người Việt Nam sinh sống, anh Tùng thì từ Nhật Bản sang. Các cổ động viên áo đỏ thì di chuyển khoảng 400 km từ thủ đô Tashkent. Họ đến sân Istiklal để cổ vũ U20 Việt Nam và để cả khẳng định tinh thần Việt Nam, khẳng định lòng tự hào dân tộc ở một nơi cách xa tổ quốc. AFC U20 Asian Cup Uzbekistan 2023 trực tiếp trọn vẹn trên FPT Play.